tập ếch nè bạn, ếch nè, cái giờ bạn ếch ăn xào rồi gì khóm bốn năm con luôn, cây đăng đảo luôn, cây trời ơi thua gì lớn nước sôi cho nó sôi cho trụng vô. Chết chưa Ken? Chưa đâu. Đập lại cái nữa Ken. Rửa tay đi. Cái tay nó kìa bằng lông nè. Bốn con luôn kìa, bốn năm con gì á. Gì? Đổ ra đi kìa, nó ỉa tùm lum kìa, đổ ra đi. Năm con. Mấy con? Năm con. Bốn con. Năm con. Năm. Nó đói nè, nó không có gì ăn hết trơn. Lật cái bình luôn lên đây. Lật cái bình đó lên. Chưa chết. À, chưa chết. Mặn thịt nó đi. Chặt đậu nó đi cho chứ. Cho nó chết. Hùng đứa tao mình đâu. À, ăn kén hả? Ăn kén thì nó không da rồi. Đi chứ. Có ăn da không? Không. Ai ăn cha mà ăn da. Dạ. Ếch bằng lông chứ. Nhưng mà con ếch này đâu có lông. Chẳng có lông. Có lông. Lông da. Ừ. Sao sao trước coi sớm vô. Bỏ hết hành luôn đi. Ừ. Để hành đi. Má không chưa. Má không có. Đây con ếch các bạn, con ếch thì năm con ếch thì bắt ếch đồng nghe, ếch lất ngoài ruộng nữa. Vậy ếch đồng. Ếch đồng. Sao cho nó ếch thì ít đồng á, bắt vào ruộng, nó ngoài ruộng đó thì người ta xả lấy nước vô, mưa nó xuống mùa đồng. Này là mưa bắt đầu có ếch à, ít chơi không cắt luôn. Ừ. Không có cô độc đây nhào nhào ít chơi nước cái là bị sốt huyết chết đi chở ít chơi con mắt. Ừ. Chưa thấy con cóc. Ừ. Rồi giờ đổ nước sôi vô mảnh này bằng lông các bạn, đổ nước sôi vô nó sạch lông, ờ, sạch sạch da nó, nó kêu là bằng lông á. Ừ. Thôi cho nó về hàng thì để anh ta tưởng đâu trái bánh lông da. Rồi để đợi đổ nước sôi vô cái màng lông đó. Nó còn chuyển động. Nó bắt ngoài ruộng nó đó, ngoài ruộng này nhiều ếch lắm nè nó. Các bạn thấy không, nó người ta lấy nước vô đầu ếch nó lên nè. Hình như là ếch này ếch động chứ không có ếch nuôi. Ếch nuôi là người ta ấy. Cái đồng các bạn thì thấy nó giống như nhát theo da thì nó. Ừ. Ủa, nó còn đập tim, nó còn đập nữa nè. Ừ. Tim nó trên đây mà ta. Tim trên đây trên này nè. Dạ, dạ thứ cái đường này. Ừ. Rồi các bạn thì cái đợi xíu nữa. Bỏ ấy vô. Thở nước sâu vô. Ừ. Nước lạnh không có làm gì đâu. Con thấy nước sôi á. Con này chung á. Con này nó ớn quá. Nè. Hôm nay trời trời mới mưa xong rồi mát, giờ mát ghê hồng luôn, hồi nãy nực nóng giờ mát. Nhưng mà hồi nãy tao mua con lồng chim, tao vui sướng vui. Mưa. Mưa gì? Mưa rồi. Tốt da luôn rồi kìa.
hửi nữa. Hửi chi? Bóp mạnh lên mới ra. Như tắm cho nó sạch đó. Con dạ. Kỳ mạnh lên, bóp mạnh lên. Rồi bỏ dưới nước kỳ mạnh lên. Cái đầu này chưa này em, cái đầu này cái miệng nó còn đầu này nè. Ừ. Cái chân cái đùi nó còn kìa, cái đùi nó còn. Thì sạch hết trắng luôn mới được nè. Đổ cái nước sâu nước kem. Trời, trời nó trắng. Ừ. Ơi, mới đây. Thấy luôn á. Cái mô bụng nó ra nó kèn móc hết ruột ra nữa. Đây cái, ừ, mà cái ếch này nó ếch đồng nữa, nó sáng vậy nó qua nay đâu ăn đâu. Nó bụng chết nó luôn mà. Ừ, đúng rồi. Hửi hoài, hửi. Nó rửa bụng ếch đó đi. Này. Dở lên nè. Con làm xước cái đùi người ta luôn hả? Dạ. Con làm xước cái đùi người ta luôn hả? Cái đùi này cũng bự lắm. Tét bỏ tao luôn, tét bụng tao luôn à. Nè. Vô chặt ra nữa chứ bụng. Ớt xào ớt xào khóm nha các bạn. Trái khóm này, trái khóm này, sắc này, khóm này nhà con hái hay gì các anh? Đâu có. Khóm nhà. Con có hái không? Nè. Đi hay. Con đi. Con ra cái khóm mình coi chín chưa? Nhà mình hả? Đủ quá chi. Ớt nhiều ăn cho nó ngon. Hai con đi hái trái khóm nữa đi. Không có trái khóm rồi chứ. Có chín hạt thôi á. Không có. Đâu con có chín đâu. Đi hái nha. Rồi thôi. Hái đi kem. Lấy gì làm lấy tay vậy hả? Đây là 5 con ếch các bạn, 5 con ếch này nặng ghê luôn nè. Bỏ ớt cho kem thôi ăn ba. Bỏ miếng thôi. Con ăn ớt được phải không? Hả? Con ăn ớt được phải không? Bỏ ừ. Miếng ớt đi cho nó miếng thôi, nó cũng cay nó đừng có đâm ra thôi. Sắc làm 2 làm 3. Vì con khói ăn đó. Vì con khói ăn nè, đây khói ăn. Vì con khói ăn. Nhưng mà con thèm ớt. Thôi đừng ăn. Đi nhà mua ăn kìa. Ngoài có trái bự chà bá luôn chín rồi. Cô ấy nó nấy nè nè Ken.
bỏ vô xào ớt trước các bạn, xào ớt cho nó chín trước mới bỏ khóm vô, khóm vô là ăn được liền rồi, tại khóm mình ăn sống được mà. Hai củ. Củ gì, củ tỏi hả? Cứ ăn hết được không? Mày mày. Nó tay máu rồi. Mày gà. Ừ. Ở gì? Ăn đã luôn ha. Rồi sao bó chưa kìa? Có ăn đùi ếch con ta đó luôn hả? Có hay không bắt cái có không thôi chứ? Thơm rồi kìa Ken. Thơm rồi. Củ hành đâu vậy? Nè. Ở đâu vậy? Tỏi. Tỏi nhà mình chứ đâu. Nhà mình đâu có tỏi. Sao có mua? Đó, thấy chưa, thấy tao tao chưa. Nhưng mà cái tỏi mình trồng. Mình mua. Mua mà nó không trồng. Ừ. Ớt này còn non hả mà. Rồi, đợi cho nó sôi lên các bạn. Nó chín, nó thơm. Bỏ khóm vô. Trong đây nó lạc kìa. Ê, ha. Gì? Trong đây nó thèm ngon. Ngon quá. Màu xanh dặn ở đây. Ướng lạnh. Không. Trong đây ướng lạnh. Đây là hai. Trong đây y chang nước luôn. Y chang nước, nước đâu? Nước mắm. Nào. Wow, hình như là con dặm trong đây cái đồ nhỏ mà sao ra đây cái đồ bự. Đồ cho bá luôn thấy không? Không không. Rồi chăn đồ nha. Rồi đợi cho nó chín. Ừ. Đúng đợi không? Chín đi. Ừ. Bỏ khóm vô nữa. Bơm chảy. Mọi ơi. Ừ, mình đây. Hai khẩu của người miên. Miên đâu à, có mình. Miên tôi đây à. Cha sẽ ăn cái đùi này. Còn con này sẽ ăn cái đùi. Đùi tôi con ăn. Ăn bụi ngào. Cha nướng ngào đi. Cái gì? Để con nướng cái ngào nha. Để đó. Cắt, cắt hết hình nãy. Cắt hết rồi. Rồi. Đổ khóm cho các bạn, đổ khóm vô chín ăn được rồi đó. Rồi thì có cái món khóm xào ớt. Ớt xào khóm. À, này cha. Món gì? Gì đó? Gì đó? Sao món gì? Ớt xào ớt. Ớt xào ớt, ớt xào khóm. Xào khóm. Khóm xào ớt. Ừ đúng rồi đó. Ớt xào ớt. Ớt xào. Nói chung cái món này chín rồi, đồng hồi đợi dọn lên ăn cơm rồi xong. Có 3 chữ. Ớt xào. Ớt xào củ. Hành. Ớt xào hành. Hành xào ớt. Rồi con ăn nếm thử là chín rồi đó, can nếm thử ăn được chưa? Không được á. Không được á. Không được. Rồi cái món này đợi ăn cơm các bạn. Giờ xong rồi. Chín rồi. Cái món thịt cam là lát để ăn cơm. Cái món này là ăn trước. Món này ăn cơm cho ngọt. Rồi, đợi họ ăn cơm.
tiếp tục ăn cái món, các bạn, cái món này món xà sốt đây. Cô cha, cô nội, con một chiếc. Còn một chiếc là đâm sọt. Đây ăn thử cái món này các bạn, cái món xào sốt đây, rắn xào với lộn ớt xào. Ớt xào hành. Ớt xào hành đâu đây? Giờ mới vô. Hành xào ớt. Cái đoạn này của cha đâu? Trời. Cái nào của cha? Cái này của nội. Cái này của cha. Rồi để lại đi. Để xuống vô đi. Bữa cơm các bạn đang thử miếng cơm nè. Trời rớt rồi, rớt rồi, cho ngao ăn luôn. Tụi ngao nãy chưa ăn mấy con gà chứ nội nhốt hết trơn rồi. Ớt các bạn, lấy thử miếng đùi ớt nè. Đây các bạn đó, đó con đùi này đó. Khóm này nó ngọt ngay à. Con ăn đi, con xúc cơm đi. Cơm bỏ đồ đi. Ê, tao lấy gì vậy? Có đũa hả? Ừ. Đũa này mới xào ra, thật ra rồi con ăn đi. Ừ. Thử các bạn miếng ớt nè. Con lấy đũa rồi. Nóng quá. Con chỉ còn một chiếc đũa. Con chiếc nào cho em? Nè, nổi chiếc này. Ngọt quá. Ăn đi em, xúc cơm đâu, nổi xúc cơm cho con. Con một chiếc. Đầu tiên cơm là của mày đâu các em? Này của con, này của cha, này của nội. Này nè. Cái này của con á. Ớt lòng quá rồi. Cái này ừ, da cô không? Da lông, lông da. Lông da ớn lạnh. Da lông ớn lạnh. Nóng quá nha. Thôi ăn. Thôi ăn cơm. Ăn cơm nha. Con biết quên cái gì rồi. Nước cái gì? Ừ, đúng rồi. Cho nước vô con. Con nước. Rồi ok, giờ ta ăn cơm các bạn. Món này rất là ngon nè, ăn được miếng ớt nữa kìa. Như cái đùi ếch luôn nè, nó nè lông nè da đó các bạn chứ có... nhưng mà phải có nước thịt đi nữa mắc cạn đi thôi rồi sao không quay đây nè.